Thưa cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì em Mát Miền Tây cũng có mặt ở bên Phú Tân. Nhóm đơn ca tài tử của mấy anh em mình thường tụ tập ở quán cà phê nhỏ ở đây, ở nơi chợ Phú Tân mình nè. Thì có quán cà phê cặp ở bên hông của trung tâm thương mại Phú Mỹ. Thì bà con mình nếu có dịp về ngang thì ghé đây tham gia văn nghệ đơn ca tài tử của khu vực mình nha. Dạ, và đây là anh cũng đang trình bày ca khúc Mùa Hoa Đào. Thanh Liên đơn luôn quy cầm. Dạ. Thì em về nhìn đi giả sĩ Sến anh Hai Ni. Nha cả nhà, cũng được ca tài tử cũng vì đam mê thì thường ngày thì mấy anh mấy chị cũng tụ tập về đây nè, đó sinh hoạt ở nơi này, thưởng thức thư giãn ở bên ly cà phê rồi thưởng thức những ca khúc mà mình yêu thích. Sáng hôm nay có chương trình câu lạc bộ Shop Nụ Cười, có nhiều nghệ sĩ. Và sau đây Đức Quỳnh xin hát là 12 câu phụ hoàng. Đâu không, anh đây là ngồi em. Hôm nay là phát nhiều không? Còn xuống nè, còn. Dạ, dạ, dạ. Chết đi còn mang theo một bóng lo sầu buồn, vì không bảo vệ được vua tròn hôn lễ của con ta. Chỉ còn dài hôm nữa với bao niềm mưu tư sông con,
rồi đứa đoan đường phải gục ngã đau thương tại muôn giới ta bỏ chung rủ chia biệt mọi thâm tình cho lòng ta đỡ phần tiếc nhớ khi gặp một người gây thưa càng hàng như một cánh chim sai gió chậm trường uống chung rượu này thôi rồi ngàn năm vĩnh biệt hãy uống đi cho vui tròn buổi hôm nay giường nha cả nhà ơi, chứ cũng không có MC dẫn chương trình ha, cũng mong bà con mình thông cảm nha. Hãy subscribe.
vị khanh ơi, từ giả kiếp nhân sinh thì thiên hạ bảo rằng em là về nơi khác. Còn đổi danh dù cho em có sống trong một quãng đời nhưng chính tự thân em đã vùi xong các bụi phong trần. Trái tim em đã thành ta đề đồng sang luôn lần hai nửa đời chúng ta đồng nhau nâng bước cho chồng áo bông xương còn vương đầy các bụi tám năm qua cho đến đây ai sống trong ý nghĩa.
người nghe bán quan tráng thanh tình. Bằng cỡ nói gian cắt lưới vui vàng vừa làm hai khúc. Trời ơi quan nghiệp ấy ngay nó ta bảy thành bằng này. Qua tiêu bích dân cung phải khai rõ ràng tình. Trời ơi đau đớn ai giết chết lão. Chớ ta quyền không khai thà chết còn chướng hơn bồi phán tình ân sâu. Nếu mi khai cháu không tội tình, lão ta tìm ác nó sẽ sinh tội liền. Nặng còn nhiều án khó độ thay, ta thì muốn tớ làm chút chinh hồng không hoàng có. Thôi ta cứ thú tội cho tuyền đài gió tròn niềm trung hầu. Giữa điện châm la xa người hạ giới lão đành lâu sự để diêm dương phán xử tội trên trần. Chính lão đã chú mưu đốc trách lý bi tần. Xin ngươi lập bu sâu để hại người như thế. Tên bao chững trên trần nó danh là Diêm Vương mặt chất. Nhưng đâu với ta chưa hề nói được một lời khai. Dùng này chỉ tư sanh có những kết thúc ta. Còn dấu Diêm làm chi nữa. Cũng đủ đã hoàn thành một cáo trạng. Mau tìm chữ ký danh thừa nhận tội tình. Tội ngươi đang chữ lắng trì xẻo từng đoạn khúc lòng mà này cũng chưa. Đủ ca hay quá, hai cái lần đứt dậy trần. Thank you.
8 sau đây có nhiều thành viên chứ các lính quân thì đứng nghệ sĩ Bình Thí để nhắn bài hát mà tên dòng sông quê em tác giả của tác giả của tác À, tiếp nối chương trình thì chị Thúy trình bày ca khúc Dòng sông quê em. Chưa quen mà sao thấy nhớ.
miền Hà bây giờ chắc vui lắm phải không em? Em lắm đêm đêm của đàn em nhỏ, dàm có đông mới, dàm có đông. Có phải máu trao mấy lần rơi đồn, dàm có giữ em kìm có tuổi hơn. Nhớ lắm mang bài ca thương nhớ, giữ cho ánh trăng vàng giữa ngôi sao nhỏ quê ta. Nghe tiếng em ca trên dòng sông dài phong, lòng lặng lặng như giấc mộng ban đầu. Ở tận sông Hồng anh có biết quê hương em cũng có dòng sông, em mãi gọi với lòng tha thiết. Dàm có đông ơi, dàm có đông. Hay quá. Sát sơ cha tôi đội đầu giam mơ, ước cao quyết đau một lời, thiếp sinh dài gian thuộc trời, chớ phụ hoàng một kiếp đã tới, đã chót trao duyên la thâm sắc hương ngào ngạt. Mà già nào phụ gai tiếp mà nước non của ta tiếng mùi sắc hoa tiếng chim mốt ca khóc ra mình một trong sanh tử dường hồng tròn vàng ti bắt theo bước đi giữ theo lễ nghi thiết sinh hứa ghi đến biết lâu đời mình bác phước vô anh nghe mang một mình dùng bao nợ đời. Quang Quỳnh ơi nghe anh tố mày lòng anh
Cũng không bỏ lâu quá quên mẹ. Em đi gặp người ta lần đầu, em đã yêu rồi. Anh cả chú Sa, sao vậy? Yêu nhau là có tội phải không anh? Không. Em yêu người ta là em có tội, còn em yêu anh em vô tội. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà như anh em là cả ngày chinh phạt, đêm ngủ trên yên ngựa vào hiểm ra nguy chứ bao giờ lo sợ. Nhưng hôm nay bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Cả dạng lý quan sang tình cấm nên em tình đành tiếc dòng. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.